Đúng 2 ngày tới, thứ bảy chủ nhật, năm con giáp làm ăn gặp thời, phất lên giàu có nhất họ, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Xin kính chúc quý vị một ngày tốt lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, sống ở đời thì ai cũng cầu danh lợi, giàu sang phú quý. Nhưng mà chớ trêu thay, danh lợi phù phiếm mà chúng ta phải dành bao công sức vất vả mới giành lại được ấy. Thế nhưng, đời người thì ngắn ngủi, chỉ khoảng mấy chục năm thôi. Vì vậy, chúng ta cần phải trân trọng những cái thứ đáng quý, buông bỏ những cái thứ vô nghĩa, quên hết bao cái muộn phiền sầu lo, để được sống một cái cuộc đời thảnh thơi vui vẻ. Thưa quý vị, như chúng ta thấy trên cuộc đời thì đôi khi những người hư vinh dối trá sẽ có thể bước đi nhanh hơn, nhưng chắc chắn không thể bước đi xa được. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ gửi đến cùng quý vị khán giả về vận trình của năm con giáp cực kỳ may mắn đúng 2 ngày tới. Về các phương diện như là sự nghiệp, công danh, tài lộc, tiền bạc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Từ đó sẽ giúp cho bản mệnh nắm bắt được cái thời cơ may mắn đổi vận đến với mình, tránh xa được những cái xui xẻo, những cái khó khăn đang cản bước trên cái vận trình. Muốn cuộc sống của mình vừa giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh, lại vui vẻ, hạnh phúc, bình an, thì bản mệnh hãy chú ý theo dõi hết nội dung ngày hôm nay để nắm được cái vận trình của mình nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý cũng được viên mãn. Những người tuổi Tý có tiếng nói ở cái nơi làm việc, đặc biệt là những người làm nhân viên cao cấp đó, hoặc là làm quản lý, làm sếp. Trong cái thời gian này thì quý vị có nhiều cái tin vui nó liên tiếp ập đến liên quan đến việc là thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Trong 2 ngày cuối tuần này thì quý vị sẽ dồn hết tâm sức cho cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu mà đặt công việc lên trên cái tình cảm và cái sức khỏe của mình ấy, là cái điều quý vị không nên trong cái thời gian này. Nếu mà có thể, quý vị hãy tìm cái giải pháp cân bằng giữa cuộc sống, giữa công việc và cái sức khỏe của mình nhé. Thưa quý vị, trong 2 ngày cuối tuần, đấy, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 âm lịch, thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi Tý bày tỏ cái quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Cái điều này cũng sẽ mang đến những kết quả cực kỳ bất ngờ, đúng không ạ? Bên cạnh đó, cái quý nhân nó còn tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp cho công việc của bản mệnh, đấy, lúc nào cũng cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết hợp đồng hay là làm ăn buôn bán. Và quý vị cũng sẽ tìm được những cái người bạn đang cùng làm ăn phù hợp và những người có chung chí hướng, chung mục tiêu và chung cái lý tưởng. Không chỉ thế, cái việc tham gia vào một vài cái hoạt động ngoài trời trong thời gian này cũng sẽ giúp cho quý vị lấy lại cái năng lượng, biết đâu quý vị cũng sẽ nhận được cái sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Bên cạnh đó, trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 4 tháng 5 đến ngày từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 âm lịch ấy, thì lúc này những người tuổi Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và lên kế hoạch quản lý tài chính. Các bạn sẽ cần phải hạn chế cái nhu cầu mua sắm xa xỉ, vì đây là các sản phẩm mà quý vị đôi khi mất tiền nhưng mà lại không dùng đến. Bên cạnh đó, một vài cái cơ hội kiếm tiền cũng sẽ đến. Vậy nên quý vị đừng cho đi cái tài năng của mình một cách lãng phí. Các bạn nổi trội cũng là cái điều mà quý vị có thể kiếm được tiền. Đừng xem đó là cái chuyện đương nhiên. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung tài tinh nó cũng chiếu mệnh, nó ghé thăm. Nó giúp cho quý vị có những cái cơ hội để hái ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn thì cũng có những cái ý tưởng hay ho để mà gì để mà thực hiện. Những người bạn cũng có thể là những bạn làm ăn trong tương lai, nếu như mà gì mà mọi người có chung một cái chí hướng. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm, trong thời gian này thì cũng thuận lợi do được ngũ hành nó tỉ hòa. Đấy, cái điểm đáng khen nhất của những người tuổi Tý trong thời gian này là biết cách ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người còn được mời đi ăn, đi chơi nhưng mà vẫn biết cách để đền đáp lại. Bên cạnh đó, con đường tiền bạc tài lộc của những người tuổi Tý thì cũng khá ổn định. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, một vài cái thông tin tích cực trong cái chuyện tiền nong cũng sẽ đến với những người tuổi Tý trong thời gian này. Một số người thì được trả sạch nợ nần và một số người thì có cơ hội là gì? Đổi đời giàu có sau một đêm nhờ những cái
cái cơ may về trúng số đời đời hay là gì, được thừa hưởng những cái tài sản bạc tỷ, đúng không? Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây thì những người tuổi Sửu được tài tinh nó chiếu mệnh, nên là những người tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay là có thể có cơ hội được trúng thưởng, trúng số và nhận được những cái vận may về tiền bạc bất ngờ eo đi kéo đến. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng vội quá mừng. Nếu mà biết cách tiết chế cái cảm xúc, tiết chế bản thân ấy, thì cái tài lộc nó cũng sẽ đến nhiều hơn. Còn nếu mà quý vị không biết tiết chế thì cái tài lộc nó cũng đến rồi đi cũng khá nhanh. Trong cái thời gian này, may mắn là được cát tinh nó trợ mệnh, vậy nên là nó cũng xoay đường chỉ lối, dẫn dắt những người tuổi Sửu biết cách đối đãi với những người ngoài và những người nhà một cách khéo léo. Bên cạnh đó, trong hai ngày tới ấy, thì những người tuổi Sửu có thu nhập tăng tiến, tiền bạc thì rủng rỉnh. Thu nhập của quý vị cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau và khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào bất cứ một ai cả. Chính tài và thiên tài nó cũng cho thấy trong thời gian này thì cái tình hình tài chính của những người tuổi Sửu ấy, nói chung là khá là tốt. Các bạn có duyên với tài lộc đấy, nhân duyên tốt nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được thêm nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nhờ được bạn bè, nhờ được người thân, đồng nghiệp giúp đỡ, nên là các bạn có thể cải thiện được cái thu nhập của mình. Từ cái nghề chính đến nghề tay trái thì đều gặt hái được những cái thành quả, giải quyết được những nỗi lo về tiền bạc, về tài chính. Tuy vậy, các bạn cũng sẽ khá bận rộn, vất vả, cần phải có kế hoạch quản lý tiền bạc, tài chính một cách cụ thể ở trong thời điểm tới thì mới có thể kiểm soát được cái nguồn tiền ra vào. Đấy. Quý vị đừng để cái guồng quay công việc nó cuốn mình đi mà quên rằng mình vẫn đang sở hữu cái thứ gì. Trong thời gian này thì các bạn hay được mọi người khen thầm là những người có duyên, khiến cho ai cũng muốn làm quen với các bạn. Trong thời gian này lại được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ, đào hoa tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Sửu trong thời gian này thì làm gì cũng sẽ được may mắn hanh thông, đi đến đâu thì cũng có người tương trợ giúp đỡ. Quý vị cũng gì biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà gì thấu hiểu. Vì vậy, cái tình cảm của những người tuổi Sửu khá là êm ấm hạnh phúc. Các cặp đôi thì nói chung ấy, trong thời gian này thì hòa thuận, vợ chồng thì biết yêu thương bảo ban nhau. Còn những người mà đang độc thân ấy, trong thời gian này cũng có những cơ hội để tiếp xúc, kết giao được với thêm những người bạn mới. Từ đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những mối nhân duyên tốt lành. Vì thế mà những người tuổi Sửu hãy nắm bắt lấy, đừng dại bỏ qua nhé. Trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 âm lịch ấy, thì đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần thì nhờ có tài tinh nó chiếu mệnh, nó hỗ trợ, nên là may mắn mà những người tuổi Thìn có được chủ yếu đến từ cái công việc làm ăn của mình. Chỉ cần các bạn kiên trì với công việc hiện tại, không đứng nơi này trông nơi nọ, thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương, tăng thưởng và được cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, con đường sự nghiệp, công danh của những người tuổi Thìn cũng đang có những bước phát triển rực rỡ trong thời gian này. Các bạn có thể chinh phục được nhiều cái mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí là xác định cái hướng đi mới cho mình trong tương lai. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, những người làm công ăn lương thì cũng được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng,
Trong quá trình bắt đầu, có thể các bạn sẽ gặp phải khá nhiều cái khó khăn, cái thử thách. Nhưng mà dần dần ấy, các bạn sẽ bắt tay làm quen và với cái hoàn cảnh công việc và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Thì đây cũng chính là cái cơ hội để các bạn khẳng định bản thân, giành lấy cái cơ hội được thăng chức, tăng lương. Với những người làm quản lý, với những người làm lãnh đạo, thì các bạn có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn, chính xác, giúp tập thể vượt qua cái lối mòn và tìm ra cái hướng đi mới phù hợp hơn trong tương lai. Các bạn trong thời gian này cũng được truyền một cái nguồn năng lượng tích cực, khiến cho mọi người luôn luôn là với cái tinh thần là làm việc tích cực, hướng đến một cái tương lai tươi sáng hơn. Trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thìn ấy cũng có nhiều cái điểm sáng bất ngờ đó. Các bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào cái sức lao động của chính mình. Càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì đồng tiền lại càng chảy vào túi nhiều bấy nhiêu. Vì vậy mà quý vị có thể yên tâm mà công tác. Với những người làm công ăn lương thì các bạn sẽ hoàn thành tốt được những nhiệm vụ được giao, nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Cấp trên cũng vì muốn khuyến khích cái tinh thần, các bạn có thể lại tiếp tục cống hiến cho tương lai. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì các bạn có những cái đánh giá chính xác về cái xu thế của thị trường cũng như là cái tiềm lực của bản thân, nên là cũng nhanh chóng đưa ra được những quyết định đúng đắn, đem về một cái nguồn lợi nhuận khá là lớn cho cá nhân cũng như là cho tập thể. Thì đây cũng là cái thời điểm rất thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng với đối tác và mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh, quy mô sản xuất của mình. Về mặt tình cảm của những người tuổi Thìn thì cũng không được suôn sẻ cho lắm. Nói chung là gặp cái cục diện là ngũ hành nó xung khắc, nên là những người tuổi Thìn cần phải để ý hơn đến cái chuyện lời ăn tiếng nói của bản thân một chút, đặc biệt là trong cái chuyện tình cảm. Không ai trên đời này là hoàn hảo cả, ngay cả với chính bản thân chúng ta. Có lẽ các bạn đang quá kén chọn trong cái việc là phương pháp tìm cái chọn nửa kia của mình. Bên cạnh đó, nó sẽ khiến cho quý vị gặp nhiều cái bế tắc trong cuộc sống. Nói chung ấy, bên cạnh cái tình cảm thì về mặt tiền bạc thì cũng khá là chật vật trong thời gian khi mà các bạn cảm thấy khó kiếm tiền hơn mọi ngày. Nếu như mà các bạn chi tiêu quá tay ấy, thì những cái món tiền mà quý vị kiếm được cũng dễ bị ra đi mà một đi không trở lại. Đó. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, tăng cường cái vận trình nhân duyên và mang lại cái may mắn về tiền bạc tài lộc, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời với những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 chủ nhật ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần thì được cát tinh nó chiếu mệnh, nó nâng đỡ. Trong thời gian này, những người tuổi Dần là những người sống tình cảm, biết cách chăm lo cho gia đình và chăm lo cho người khác. Dù bên ngoài là những con giáp khó gần đến đâu ấy, thì về nhà các bạn vẫn là những người chu toàn, yêu thương con cái. Trong 2 ngày tới thứ 7 chủ nhật thì không ai có thể trách được quý vị về phong cách sống của mình. Nói chung ấy, trong thời gian này với cái nhiều dự định, nhiều ấp ủ, nhiều kế hoạch đã đặt ra từ trước, thì các bạn có thể đón nhận một vài cái tín hiệu tích cực và một vài cái tin vui trong thời gian này là cái kết quả sau những cái nỗ lực phấn đấu của mình trong suốt thời gian dài vừa qua. Quý vị đừng quên chia sẻ cái điều đó với những người bạn thân yêu nhé. Bên cạnh đó, lại được cái cát tinh nó trợ mệnh, nó giúp cho những người tuổi Thìn trong cái thời gian này vượng vận tài lộc, nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc đến với mình. Nhiều người làm ăn thì có lợi, số đơn hàng thì tăng tiến rõ rệt trong cái thời gian này. Nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần thì cái vận trình tài chính của những người tuổi Dần cũng không có gì phải lo lắng và nghĩ ngợi, khi mà các bạn sống rất là tiết kiệm. Dù mua sắm gì thì cũng cân nhắc mọi thứ kỹ càng, luôn tính toán trước sau. Có thể nói, cái khả năng quản lý tài chính của những người tuổi Dần đang được cải thiện rõ rệt mà chính các bạn cũng không nhận ra. Thêm nữa, lại được tài tinh nó chiếu mệnh, nhờ vậy mà bản mệnh có cái khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Các bạn cũng không cần phải dùng cái uy lực của mình nhưng mà vẫn thì khiến cho mọi người khác kính nể. Nhiều cái vận hạn của các bạn vì thế mà cũng được đẩy lùi xa, mang lại cho các bạn những cái ngày cuối tuần được hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, đường tài lộc thì cũng được cát tinh nó chiếu mệnh, nên là không có nhiều cái khoản chi tiêu nó phát sinh trong thời gian này. Các bạn cũng khá là dư giả, chỉ cần
các bạn điều chỉnh thêm một chút thì không có gì phải lo lắng cả. Và trong 2 ngày cuối tuần là 2 ngày nghỉ, nói chung ấy, quý vị nên thả lỏng mình một chút, nhưng mà cũng đừng mua sắm cái gì mà thái quá chẳng hạn đó. Vì vậy, để bảo vệ cái túi tiền của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, cũng như là bảo vệ cái vận trình nhân duyên, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong 2 ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 âm lịch, hay là ngày 11 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 dương lịch, thì những người tuổi Mùi sẽ gặp cái vận thiên tài. Nên là trong thời gian này, quý vị cũng sẽ dễ có cơ hội kiếm tiền, dễ có cơ hội làm giàu hơn. Đấy. Nói chung ấy, quý vị sẽ có những cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Đấy. Mặc dù ấy, phải làm việc khá vất vả, đôi khi ấy, cái sự cố nó bất ngờ ập đến, nhưng mà nói chung ấy, con giáp này vẫn kiếm tiền về đầy túi. Trong thời gian này, những người tuổi Mùi cũng đang có những cái lợi thế hết sức là lớn lao. Nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, thì đây cũng là một trong những cái thời điểm mà cái sự dứt khoát và mạnh mẽ sẽ mang đến nhiều cái may mắn cát lợi cho quý vị. Vậy nên quý vị đừng quên nhé. Bên cạnh đó, công việc có khá nhiều cái chuyển biến tích cực. Chẳng những mọi cái nỗ lực của các bạn đều được đền đáp một cách xứng đáng, làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, mà còn có cơ hội chinh phục những cái nấc thang quan trọng trong cái thời gian tới. Hầu hết những cái khó khăn trước đây thì đều được tháo gỡ, nên là những người tuổi Mùi ấy cũng sẽ nhanh chóng tìm ra cái giải pháp thay thế cho những cái sai sót trước đây. Tuy nhiên, thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với cái việc là cạnh tranh cũng sẽ tăng lên. Điều này nó đòi hỏi quý vị cũng phải tự trau dồi cái kỹ năng, tự trau dồi cái kiến thức thì mới có thể theo kịp cái thời đại. Nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần cũng như là trong thời gian tiếp theo, thì dù không có tài tinh nó chiếu mệnh, nhưng mà nhờ có cái những cái tiến triển tốt đẹp trong công việc, nên là vẫn hứa hẹn cái thu nhập của quý vị được tăng đều, tài chính thì được đảm bảo. Các bạn nên tập trung vào phát triển cái sự nghiệp của mình ở cái thời điểm hiện tại hơn là ôm đồm quá nhiều việc hoặc là quá nhiều cái mục tiêu ngoài cái sức, kẻo cuối cùng thì lại lỡ dở, thậm chí là dẫn đến thua lỗ. Nói chung, trong 2 ngày cuối tuần này thì những người tuổi Mùi có xu hướng trở nên là hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong cái việc tìm kiếm cái tình yêu cho mình nữa. Các hoạt động đội nhóm cũng sẽ hứa hẹn đem lại cho những người tuổi Mùi những cái mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, quý vị hãy tranh thủ cái thời cơ này để kết giao thêm với nhiều người bạn mới và tìm kiếm cho mình những cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ năm. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật. 5 con giáp này được cát tinh chiếu mệnh, thần tài, thần may mắn ghé thăm. Vì vậy, họ sẽ có nhiều cơ hội hái ra tiền bạc. Đó là những con giáp sau. 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Dần và 5 là những người tuổi Mùi. Đó là 5 con giáp được thần may mắn chiếu mệnh, thần tài gọi tên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.